Và gần như khu vực quan trọng nhất đó lại chính là Zaki, cùng với đó những khu nhà gần với cả rìa biển. Và trong tiếng di chuyển này thì TN Bay Vietsoft lại gặp khó khăn rồi. Họ đã có một player thời xong, không còn cơ hội giành vị trí của Nai nữa. Nai sẽ ra đi và đó là mạ gục rất đơn giản đến từ đội hình bên phía Danawa. TN Bay Esports chỉ còn lại duy nhất một người. Và từ đến giờ tất cả player phải nằm xuống đều đến từ bên TN3. Và bây giờ thì liệu rằng 17 Gaming, đội tuyển vừa đem về một cái top 1 ở cái trận vừa rồi, liệu có mất thêm ai nữa hay không đây? Đã kịp thời quay xe trong của nó, Yan Lee bố thành một chữ X-Lab. Chủ tịch bây giờ đã nằm xuống. Patrick Rhodes chỉ còn lại 3 người. Và bây giờ Mew hạ ông được Yan Lee, nhưng ngay lập tức ở phía mạng sườn có Zenan. Mình đã cố gắng đổi mạng nhưng tạm thời mới chỉ là yếu máu đối phương mà thôi. Với hai người thì đội của Patrick Rhodes họ sẽ xử lý như nào đây? Khi mà cũng đã có được những cái thông tin nhất định rồi. Và Zenan đã bị knock out bởi quả nết. Có những động thái muốn đẩy sang để có thể hạ gục nước nốt người còn lại, nhưng mà có thể thấy đội hình của team Global Esports Access họ vẫn còn hai người và vị trí CB vẫn đang cover là rất tốt. Và đẩy ra cái CB hạ không được mình, nhưng đổi mạng là nhanh đến từ phía chủ Lung. Lung đã bị lộ vị trí già và quả nết đang được sẵn sàng đến Savior. Liệu tham mình của nó sẽ là như thế nào đây? Trả nết ra, biết đối phương sẽ đẩy sang cánh còn lại, nhưng mà có vẻ như Lung là người bắn tốt hơn. Và cuối cùng người giành thắng thì đó là Petricodot, nhưng Donut EOG họ đến để có thể hốt đi những cái mạng cuối cùng. Và có thể thấy rằng Global Esports Access ở thời điểm hiện tại họ không còn quá nhiều người nữa, mà thậm chí họ đã bị loại khỏi cuộc chơi. Một tình huống đang xảy, nhưng có vẻ như bởi vì di chuyển sẽ vật cản phía bên trên đã khiến đội hình bên phía Global Esports không thể lên tiếng. Còn ở đây thì Infantry bắt đầu tiêu hạ của đối phương rồi. Devil mất trận 2, Loki Vander đã nằm xuống. Và đó cũng xảy quá tốt đến từ Salud và Helen. Lambu confirm mạng quá nhanh chóng. Và người cuối cùng bên phía Damwon vẫn đang rất cố gắng là Foxy. Foxy đã nâng lên tận 2 player, nhưng lượng máu cũng chỉ còn lại cho mình đó là 15 HP. Và đây liệu rằng có phải là dùng hết không? Phải. Nó phải là dùng hết thôi. Nhưng mạ gục đến từ cái tên bên phía tiếp Donut USG. Thêm một lần nữa, Donut USG lại biến tay của mình thành một kẻ thứ ba. Và họ liên tục bắn những đội tuyển đi qua. Bây giờ rồi không có thời gian nghỉ dành cho bên phía team Danawa Esports. Ghibli Esports đã di chuyển tới lâm bự hồi máu không kịp. 5 HP thôi lẩn vào trong quả smoke này. Nhưng đó là không đủ với đội hình bên phía team Ghibli. Đội hình gì đã nghe rất nhiều tiếng động, họ cũng quay trở lại luôn. Và với quả nét này, double đã vào đến Siva. Đội hình gì đã có một cái điều quá tốt dành cho mình rồi. Họ nốc đến tận đâu đó tầm 3 đội tuyển. Và bây giờ thì liệu rằng player cuối cùng đó Toshi có thể sinh tồn đấy không? Đây thôi xong, nét trước mặt Toshi. Và Toshi sẽ là đời đi. Ghibli dừng lại ở top 12. Không thể tin được, chúng ta có thể thấy rằng chỉ cần một phút giây thôi, giao tranh nổ ra liên tục. Và bốn đội tuyển dừng cuộc chơi: Patrick Rhodes, Danawa Esports, Ghibli cùng với đó là các tên bên phía team Gek. Giờ thì Bagopa họ đang tách lẻ người, chiếm cho mình những cái cây và sẽ cùng nhau di chuyển vào khu viền bo. Và trước mặt họ thì đang là rất đông player của bên phía Foundryman. Thậm chí có người đứng đằng sau đó là WeOne, nhưng WeOne bị lộ thì thôi, không có ai hỗ trợ cho WeOne cả. Sẽ là điểm kill đầu tiên dành cho Bagopa ở trận thi đấu này. Viên đạn đầu tiên và nó rất chính xác. Nhưng bây giờ thì Bagopa cũng mất được cho mình cơ, anh chàng DZ98. Đó sự trả giá đến từ bên phía Foundryman. WeOne nằm xuống, nhưng Bagopa cũng đang tình huống bất lợi về người rồi. Và trong một tình huống 3v3 này chưa chắc đã là ổn đâu. Chuột đã bị sấy. Một tình huống sờ mốc nổ ra đúng lúc với chú Chuột có thể sủi về với một nửa máu. Hợp lý mà thôi. Nét được nhồi ra đến từ cái đội tuyển. Và bây giờ thì quả nét này nó không tới vị trí của Forever. Vị trí vẫn sẽ là an toàn thôi. Sủi luôn đến từ cái bên phía team Foundryman. Táp ở khoảng cách rất xa. Và phải nói rằng cũng cực kỳ đỏ đến từ Foundryman. Khi những tân đạn tiếp theo đến PO nó không quá chính xác đâu. Nhưng bây giờ thì Foundryman mất người. Họ chỉ còn lại hai người. Trong khi đó thì Bagopa có 3. Và chưa ai động chạm vào vị trí của DG98 cả. Q71 thì cũng đã bị phát hiện ra. Và top 11 dành cho TN3 Esports. Một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý ở thời điểm hiện tại. Nhưng bộ đôi tu hất cùng với đó là DG98 sẽ xử lý như nào đây? Thì trước họ vẫn còn rất nhiều đội tuyển khác. Và GFY phát hiện ra Foreman. Thì Forever cùng với đó là ZZGO cũng đã phải ra đi. Và top 10 dành cho Foreman không kiếm về bất kỳ một điểm nào cả. Bây giờ đội hình bên phía team Bagopa họ vẫn đang cố gắng hồi lượng máu sau chiếc xe này. Và nó cũng sẽ là phương tiện duy nhất để giúp đội hình bên phía team Bagopa vào trong bo. Nhưng quan trọng hơn là UAP đang chờ đợi sẵn. Nhưng mà vừa nói xong thì Nan đã có một tình huống bị nốc. Nhưng với quả nết này thì HMMM khiến cho Song Jang cũng ra đi. Bagopa bây giờ chỉ còn lại một mình chứ có chu hết mà thôi. Khả năng cao đây cũng sẽ là một game thi đấu phải bỏ qua đến từ đội hình bên phía Bagopa. Quá khó rồi. Họ đi bo cực kỳ muộn. Và khi đến với cả vòng bo trắng, lúc đó bên trong vòng bo có quá nhiều đội tuyển đã chờ đợi sẵn Bagopa.
và nhìn mà xem vị trí anh chàng DG98 sẽ làm gì đây. Quay lưng bỏ đi thôi. HNM phải nằm xuống và đó chính là khẩu ốp trong tay vị trí Kiên đến từ bên phía team Donut UG. Bây giờ thì tất cả player bên phía Begopa đều nằm xuống bởi vòng bò. Còn Kiên thì confirm thì công mờ minh dành cho Dew Happy rồi. Và bây giờ thì HS MM cùng với đó là Jeep Jan đang phải tách xa nhau ra. HMM đã bị knock out. Còn đối với cái bộ đôi của Genji thì họ đang liên tiếp ăn nết bởi các player bên phía team Donut USG. Renba đã phải chủ động trả ra quả smoke của riêng mình rồi. Còn đối với cả Spear thì không may mắn đến như thế, bị đội hình của Game Forever Young bắn từ sau lưng. Thì lấy đâu ra cái chỗ để có thể trốn đây, cố gắng để có thể firm mạng. Nhưng những loạt đạn trả ra giữa Genji thì cover lẫn nhau. Tạm thời vẫn là khá chính xác, nhưng quả nết của Shiva phải nói là quá chuẩn đi. Sao Rasengan tình huống đến từ vị trí Shiva và chỉ cần có vậy thôi, đội hình Game of Young đang tan vỡ. Một đó là top 9 dành cho bên phía New Happy. Quả nết thế thì Genji chơi kiểu gì đây? Shiva vẫn đang có một công thi đấu rất đẹp. Và trong tình huống này tiếp tục là nết trả ra đến từ Shiva. Anh ấy chưa muốn dừng lại tình huống Rasengan của mình. Đang cố gắng đi vào cái cánh sau của bên phía Donut USG và Kiên đã bị bắn cho yếu máu rồi. Chủ động là bắn sấy xe, xe sắp nổ nơi nhưng mà còn cover quá tốt với một cái double kill. Chỉ còn lại đúng một người mà thôi, đó là 911X. Nhưng bây giờ thì không, anh ý cũng đã nằm và tank thì không thể nào trụ lại lâu hơn. Và đó là những điểm mạng tuyệt vời dành cho vị trí của con. Họ vẫn đang chờ đợi một cái tham minh đối phương di chuyển lỗi và sau đó thì là bắn chéo sang. Nhưng mà đội hình của DonutG họ nói không với súng đạn, họ nói không với những cái tình huống bắn nhau, họ chỉ chơi nết mà thôi. Vâng, và lại là một quả nết nữa, nhưng lần này không phải DonutG mà đó là Wang Jai Infantry. Chia đã bị nằm, còn đối với Renba một chớp mắt mà thôi, còn hạ gục được luôn. Và đó là top 7 do Genji, 15 kill dành cho DonutG rồi. Còn đối với cả ở cánh 9 giờ thì Infantry họ vẫn đang chiếm được thế thượng phong trước đội của Tai Lu. Và Tai Lu họ chỉ nằm thôi, họ chưa làm được gì cả. 17 cái mình họ bắt đầu trả nết sang và Americano đã bị knock out. Nhưng DG98 lại có những tiêu cover bắn treo sang. Tạm thời mới đang là 1 đổi 1 mà thôi, mà Lugos cũng đã bị knock out rồi. 17 cái mình họ đã không muốn dừng lại, nhưng mà lại là vị trí của con đã bắn qua trái ở trận tiêu này. Và anh ta đã có liên tiếp cho mình rất nhiều điểm kill và knock out. Và đội hình của 17 của mình họ trừ lại một mình với cho Sao Bay mà thôi. Sao Bay là khó, Quang Long Vic đã đẩy sang và góc bo này đang là có lợi cho Quang Long Vic. Nhưng đôi LWG bất ngờ dừng lại ở top thứ 6 và thậm chí là 17 của mình cũng dừng lại ở vị trí thứ 5. Một tình huống DG98 đi mò và anh ấy là vào được top 4 và chưa kể là còn đem về điểm kill dành cho đội hình bên phía team Begopa rất bất ngờ. Vậy là một trong những giấc mơ dành cho người Nhật để đem về cái top 1 trong cái thi đấu này đã là dấu chấm hết rồi. Chúng ta thấy rằng một cơn mưa nết bay vào đến từ đội hình bên phía team Tai Lu. Nhưng đó là điều dễ hiểu thôi. Vào được top 4 là một cả một cái sự nỗ lực khi mà chúng ta thấy Begopa họ mất 3 người ở một cái cuộc combat. Nó cũng không thể nào trách móc họ nhiều hơn. Còn bây giờ thì Infantry chủ động đẩy sang. Nhưng bây giờ thì họ cũng đang bị bắn chéo sang bởi Quang No Freak. Nhưng họ cũng dứt điểm Tai Lu với tốc độ rất cao. Những cái giá phải trả, vị trí của Lin đã ra đi và sẽ cần thêm thời gian để có thể cứu dậy vị trí của Long Scratch. Nhưng quả Rufik họ biết đây là thời điểm vàng để có thể đẩy sang và quả nết hạ của Monster. Vị trí Quang Dài đổi được một, nhưng anh cần phải làm thêm 3 mạng nữa cơ. Nghe chừng thì là hơi khó và Quang Dài hạ gục được Icat. Nhưng sau cùng thì cũng chỉ là cái điểm mạng dành cho Quang Đông Freak mà thôi. Top 1 sẽ gọi tên đội hình bên phía Quang Đông Freak ở trong game thiếu này. Và thật sự chúng ta thấy rằng top 1 thật sự chắc chắn sẽ là đội hình bên phía team Donut USG.